Dom và Letty đang cùng nhau hưởng tuần trăng mật tại Havana. Lúc này, anh nhận được tin cậu em họ của mình đang gặp rắc rối từ một tay đua địa phương có tên Zando, vì cậu em họ nợ hắn một khoản tiền chưa trả nên hắn muốn lấy chiếc xe của cậu em họ. Dom đã ra mặt giải quyết cho em họ của mình. Anh nói với tên dâu nếu muốn lấy xe của em họ tôi thì phải lấy cho đúng cách. Thế là Dom và hắn đồng ý đua xe, nhưng tên dâu bắt Dom đua bằng chiếc xe của em họ mình. Đó là một chiếc xe cũ chạy chậm nhất ở nơi đây. Nếu anh thắng, hắn sẽ cho luôn chiếc xe của hắn. Dom đã bỏ bớt những gì không cần thiết trên xe và thêm thiết bị để xe chạy nhanh hơn. Bắt đầu cuộc đua, tên dâu sợ thua nên chơi xấu Dom. Hắn kêu đàn em lái xe mô tô đụng vào xe của Dom làm cho anh ta giảm tốc độ. Với chiếc xe cũ kỹ như thế này, anh quyết định tăng hết công suất cho xe chạy với tốc độ cao nhất. Do xe từ thời ông cố nội để lại không chịu được với tốc độ cao nên đã bốc cháy ở mui xe làm gió thổi vào mặt anh rất nóng. Hai tay đua đã thấy đích đến trước mặt, Dom vẫn không bỏ cuộc, anh ta quyết định quay xe lại đua tiếp. Cuối cùng anh cũng vượt qua hắn về đích, nhưng chiếc xe không dừng lại được và rơi thẳng xuống biển. Vì tên dâu đã thua nên phải đưa cho Dom chìa khóa xe của mình đúng như thỏa thuận. Điều bất ngờ là anh không lấy xe và cho giữ lại chiếc xe đua của hắn. Vì thế tên dâu rất tôn trọng Dom, vì chiếc xe của cậu em họ đã hư và rơi xuống biển nên anh cho chú em họ chiếc siêu xe của mình. Mọi người xung quanh reo hò ăn mừng về việc này. Ngày kế tiếp, một nữ tin tặc tên Cipher tiếp cận Dom. Cô ta ép buộc anh phải đổi phe và làm việc cho ả. Ả lấy chiếc điện thoại ra và cho anh xem thông tin gì đó. Có vẻ như đã nắm cán được Dom nên anh ta đã đồng ý. Trong khi đặc vụ Hope đang chỉ đạo đội bóng của con gái mình thì cộng sự Frank đến tìm anh ta để giao nhiệm vụ. Một vũ khí xung điện đã biến mất ở vùng vịnh. Đó là vũ khí cấp 4. Thứ này có thể quét sạch toàn bộ mạng lưới điện của một thủ đô và nguy kịch đến tính mạng cả triệu người, nên cần anh đi gấp. Hope đã đồng ý với Frank sau khi kết thúc trận bóng đá của con gái mình. Không thể làm nhiệm vụ một mình nên Hope đã mời nhóm của Dom tham gia nhưng lại thiếu gia đình của Brian và Mia, vì mọi người muốn họ được an toàn và hạnh phúc nên không liên lạc cho họ. Sau khi đến căn cứ quân đội tại Berlin, Hope cùng đồng đội đã làm nổ tung nơi này và cướp được thiết bị MP của chúng. Họ chiến đấu quyết liệt để rời khỏi đó. Mọi người chia nhau ra để dễ thoát thân. Hope giữ thiết bị đem về căn cứ của mình. Đột nhiên Dom xuất hiện cố đâm vào xe của Hope văng vào trụ điện. Anh bị mắc kẹt trong xe. Dom bình tĩnh lấy đi thiết bị trên xe của Hope. Anh thất vọng gọi cho đồng đội để nói về kẻ phản bội. Dom đã lấy đi thiết bị MP và tẩu thoát. Dom tẩu thoát dễ dàng trên một chiếc máy bay mà Cipher đã sắp đặt sẵn. Nơi đó cũng là căn cứ của cô ta. Phía bên này mọi người vẫn nghi ngờ về việc phản bội của Dom. Họ cần tìm ra anh ta để giải thích chuyện này càng sớm càng tốt. Sau khi lấy thiết bị MP thất bại, Hope bị đưa vào nhà tù nơi mà anh Hói đang được giam giữ. Ông Nobody xuất hiện cùng trợ lý đề nghị Hope nhận tội phản quốc và gián điệp quốc tế về vụ cướp ở Berlin. Vì nghi ngờ anh ta cấu kết với Dom, với tính cách cứng rắn của mình, Hope không đồng ý nhận tội. Vì vậy, anh trợ lý đã đe dọa Hope bằng cách nhắc về con gái của anh. Tên này mới vào nghề chưa biết luật chơi dám uy hiếp anh chọc. Hắn phải trả giá cho sự ngu muội của mình. Hope nắm cổ hắn và nhấc lên cao như đang xử lý một con dế. Mặt tái mét sắp thở không nổi thì ông Nobody đã đến can ngăn kêu Hope hãy tha cho cậu ta lần này. Hope thả xuống rồi bị đưa vào tù. Hope được giam vào phòng đối diện với phòng anh Hói. Hai người này như chó với mèo gặp là chĩa mỏ nói cà khịa nhau suốt ngày. Cả hai đang cà khịa nhau rất vui thì cánh cửa phòng Hope tự mở và chuông báo động reo lên. Cảnh sát đột nhiên xông vào để khống chế Hope. Một cảnh sát không để ý đứng sát phòng giam anh Hói. Chớp thời cơ anh thò tay ra siết cổ và lấy đi roi điện của cảnh sát chích lên bộ cảm ứng điện gần đó làm tất cả cánh cửa của nhà tù mở ra. Toàn bộ tù nhân đã ào ra đánh nhau loạn xạ. Nơi đây bây giờ thật hỗn loạn. Anh Hói tìm cách rời khỏi nhà tù. Hope thấy Hói bỏ trốn liền đuổi theo anh ta. Khi anh hai người ra ngoài được thì bị cảnh sát bao vây. Thì ra đây là một cái bẫy của ông Nobody. Hắn cố tình sắp xếp để hai người vượt ngục, từ đó uy hiếp khiến họ làm việc cho mình. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ được ân xá. Hai người cùng đồng đội của Dom đã có mặt tại căn cứ để nhận nhiệm vụ truy bắt Dom và Cipher. Tuy nhóm của Dom không đồng ý muốn bỏ đi nhưng mọi người đã nằm trong danh sách bị truy nã quốc tế có liên quan đến vụ cướp tại Berlin nên họ đành phải chấp nhận nhiệm vụ lần này. Ông Nobody tiết lộ rằng người phụ nữ khủng bố Cipher có thể thao túng cả hệ thống của thế giới trong bóng tối và mọi thứ có thể bị hack. Cipher cũng là người đứng sau các vụ việc trước đây mà nhóm của Dom từng chạm trán, ví dụ như việc đào tạo cho em trai của anh Hói là Owen Soul đánh cắp Nyset hay giàn dựng vụ trộm mắt thánh. Phần mềm của Ramsey, Dom đã giao cho Cipher thiết bị MP nó có thể làm biến mất bất cứ thành phố nào chỉ trong nháy mắt. Bắt đầu cuộc tìm kiếm Cipher và Dom là dùng mắt thánh để định vị được họ đang ở đâu. Không ngờ Cipher và Dom đã vào căn cứ của ông Nobody từ lâu. Họ phá cửa và dùng lựu đạn gây chấn động làm rối loạn giác quan của mọi người. Mục đích của Cipher là đến cướp mắt thánh rồi rời đi. Thì ra Dom làm kẻ phản bội vì Cipher đang bắt giữ Elena và đứa con trai làm con tin. Lúc này Elena nói đứa con trai là con của anh.
vì lúc trước Dom tưởng Letty đã chết nên đã chung sống với Elena một thời gian. Lúc đó cô đã mang thai, nhưng khi Letty trở về bên Dom, không muốn chen ngang vào tình cảm của họ, Elena đã giấu đi việc mình có con với anh. Hai mẹ con Elena bị giam vào phòng chăm sóc đặc biệt, được bao quanh bởi tấm kính. Anh nhìn Elena và con trai của mình từ bên ngoài, từ trong lồng giam. Elena nói cho con biết rằng, ba con đó, con gọi ba đi. Anh hỏi Elena đã đặt tên con chưa? Cô chỉ đặt họ Marcos theo họ của Dom nhưng chưa đặt tên vì đợi ba của đứa bé về đặt tên cho nó. Hai cha con đã chạm tay vào tấm kính. Dom đã khóc như một đứa trẻ, treo sợi dây chuyền thánh giá trước tấm kính coi như bùa hộ mệnh cho hai mẹ con họ. Anh không còn cách nào khác ngoài việc phục tùng Shipper để hai mẹ con được an toàn. Trở về căn cứ của ông Nobody, mắt thánh đã bị lấy mất nên việc tìm vị trí của Shipper và Dom thật sự khó khăn. Không ai còn cách nào thì lúc này anh hói mới xuất chiêu. Chỉ vài cái gõ bàn phím là kiếm được vị trí của Dom đang ở New York rồi. Đối với anh hói việc này quá dễ dàng như ăn bánh. Cả đội biết được Shipper đang sở hữu mắt thánh. Cô ta có thể theo dõi tất cả mạng lưới, nên họ chuyển hướng hành động tới New York bằng xe chở cá để tránh sự theo dõi của Shipper. Đến được căn cứ mới, mọi người đều bất ngờ vì trong đây toàn siêu xe hàng triệu đô la và xe tăng bọc thép có vũ khí hạng nặng. Cả nhóm của mình được chọn xe tùy thích để hoàn thành nhiệm vụ này. Mặt khác, Shipper cử Dom đi đánh cắp vali chứa mã phóng hạt nhân được giữ bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Trước vụ đánh cắp, Dom muốn qua mặt Shipper nhưng cô đã hoàn toàn khống chế tất cả camera để giám sát Dom. Anh lên kế hoạch làm hư xe và chạy vào một hẻm nhỏ. Với sự trợ giúp của anh dâu Cuba, anh có thể liên lạc với bà So, mẹ của anh em nhà hói, nhờ họ giúp đỡ và hỗ trợ cứu mẹ con Elena trên máy bay. Nhưng lúc này, Shipper đã bắt đầu hack và điều khiển số lượng lớn xe ô tô khiến chúng lái tự động trên đường phố một cách điên rồ. Những chiếc xe không người lái đã hạ gục đoàn xe của ông bộ trưởng, giúp Dom dễ dàng cướp đi vali mã phóng hạt nhân. Khi Dom lên xe bỏ chạy, anh ta bị nhóm của Hope và anh hói ngăn chặn. Vì biết sự thông thạo về xe cộ và đường xá của Dom, không dễ dàng gì bắt được anh ta, mọi người hợp sức lại chặn tất cả hướng đi của Dom. Tất cả xe của nhóm đã móc dây vào xe của anh, khiến xe của anh tan nát và lăn xả trên đường phố. Tuy nhiên, Dom đã ra xe cùng vali hạt nhân bỏ chạy, anh hói chặn đường anh liền rút súng bắn vào anh hói ngã xuống đất. Nhưng đây chỉ là kế hoạch của Dom và hói bày ra cho Shipper tránh sự nghi ngờ, để hai anh em của hói đột nhập vào căn cứ của Shipper giải cứu hai mẹ con Elena. Letty cuối cùng đã đuổi kịp Dom và giật cái vali hạt nhân từ tay anh. Dom rút súng hướng về cô ấy. Cô biết anh bị ép buộc và Dom còn rất yêu mình sẽ không ra tay nên Letty đem vali hạt nhân bỏ chạy. Nhưng Jodder tay sai của Shipper đã biết trước Dom sẽ không sát hại gia đình của mình nên đã đợi sẵn giành lại vali hạt nhân trong tay Letty. Trở về căn cứ của Shipper, ả ra lệnh Jodder giết chết Elena ngay trước mặt Dom như là sự trừng phạt vì anh không nghe lời của ả. Anh nhìn Elena trong sự đau khổ. Lập tức muốn giết hết bọn người này nhưng vì còn đứa con trai đang trong tay Shipper nên anh đành phải nhịn nhục chờ thời cơ trả thù. Shipper ra lệnh cho Dom xâm nhập vào một căn cứ quân sự ở nước Nga, sử dụng bom sung điện từ để vô hiệu hóa hệ thống an ninh và chiếc tàu ngầm. Giúp cho Shipper cướp tàu rồi sử dụng vũ khí của nó châm ngòi trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, nhóm của Hope xuất hiện lần nữa để ngăn chặn Dom và Shipper. Khi đó anh hói phối hợp cùng em trai Owen xâm nhập vào máy bay của Shipper để giải cứu con trai của Dom, một cuộc đọ súng bắt đầu. Anh hói đã tìm được con trai của Dom và đem đứa bé theo cùng chiến đấu để thoát khỏi đó. Sau khi anh hói hạ sạch lính của Shipper, báo tin cho Dom biết đứa bé đã an toàn, Dom không còn nghe lệnh của Shipper nữa liền giết chết Jodder để trả thù cho Elena và kết hợp với các đồng đội cũ tiếp tục ngăn cản tàu ngầm. Shipper biết mình đã bị Dom lừa nên rất tức giận dùng tàu ngầm bắn tên lửa để giết Dom, nhưng anh lái xe lòng vòng, thấy có cơ hội Dom chạy đến gần tàu ngầm, đánh lửa tên lửa và bắn trúng tàu ngầm. Xe của anh cũng bị hư hại nặng, anh thoát ra khỏi xe. Đang cận kề với chiếc tàu ngầm đang phát nổ rất lớn, lần này Dom nghĩ mình sẽ không qua khỏi. Bất ngờ cả nhóm dùng những chiếc xe thiết giáp che chở cho anh khỏi ngọn lửa của vụ nổ. Nhiệm vụ ngăn chặn tàu ngầm phóng tên lửa hạt nhân đã thành công. Sau khi anh hói giết hết lính của Shipper và tiếp tục đi lên khoang trước của máy bay, anh đối mặt với Shipper, cô thấy không ổn liền bỏ chạy, sau đó nhảy dù khỏi máy bay để thoát thân. Anh hói chĩa súng vào phi cơ, uy hiếp hắn cho hạ cánh an toàn. Sau trận chiến, ông Nobody và trợ lý của ông ghé thăm nhóm của Dom ở New York. Ông tiết lộ rằng Shipper hiện giờ đang ở Athens. Hope được đề nghị quay trở lại làm đặc vụ nhưng anh từ chối vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho con gái mình. Anh hói mang con trai đến cho Dom. Anh quyết định đặt tên đứa bé là Brian theo tên người em rể của mình và tất cả bọn họ ăn mừng ngày đoàn tụ hạnh phúc. Lý do mà Brian vắng mặt trong phần này và cả những phần sau nữa chính là vì nam diễn viên Paul Walker thủ vai Brian đã gặp một tai nạn ở ngoài đời. Vì quá xót xa và đau lòng trước cái chết của anh,
hãng phim đã quyết định cách tốt nhất để tôn vinh anh và nhân vật là để cho Brian một cái kết có hậu thật đẹp trong Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm. Phần review phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi chúng tôi. Hẹn gặp các bạn vào những phần phim tiếp theo.